perfect 10. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa. And if I say it enough, it gets ingrained in my head, and I start to see. Honey, I'm a perfect 10. These expectations, they keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend. Honey, I'm a perfect 10. Whoa. Honey, I'm a perfect 10. Whoa. And if I say it enough, it gets ingrained in my head, and I start. Honey, I'm a perfect 10. Oh,
Chào đón tới toàn thể quý thầy cô cùng với tất cả các anh các chị học sinh của niên khóa 1996-1999, chúng ta cũng đã có mặt tại buổi lễ kỷ niệm 20 năm ngày ra trường hôm nay. Kính thưa quý vị, và lời đầu tiên cho phép Ánh Phương và Minh Hiếu xin được gửi tới toàn thể quý thầy cô, các anh chị cựu học sinh niên khóa 1996-1999 những lời kính chúc sức khỏe và những lời chào trân trọng nhất. Xin được kính thưa quý thầy cô, thưa toàn thể các bạn, thời gian trôi đi không bao giờ trở lại, mang theo tuổi học trò với bao nhiêu kỷ niệm đẹp. Và thấm thoát đã 20 năm, khóa học ngày xưa mới có dịp gặp lại đông đủ và thầy cô kính yêu cùng bạn bè học sinh thân thiết thuở nào. Xin gửi tới tất cả các bạn khóa học năm xưa lời chào thân thương nhất. Chúc cho các bạn cùng với gia đình vạn sự như ý, thành đạt và hạnh phúc. Chúc cho buổi gặp mặt hôm nay thật nhiều niềm vui, bổ ích và nhiều ý nghĩa. Chúc tình bạn khóa học của chúng ta ngày càng bền chặt, gắn bó. Hôm nay chúng ta tổ chức buổi họp mặt đúng 20 năm xa cách, một cách trang trọng hơn, đầy đủ hơn, cũng để thỏa lòng những tâm tư tình cảm đó của mỗi thành viên trong khóa học. Trong buổi lễ kỷ niệm 20 năm ngày ra trường hôm nay, chúng tôi rất vinh dự được tiếp đón các thầy cô giáo cũ. Tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của thầy giáo Nguyễn Thị Xuân, nguyên hiệu trưởng. Xin được trân trọng giới thiệu thầy Nguyễn Quốc Thịnh, dạy bộ môn thể dục.
Xin được trân trọng giới thiệu thầy Kim Đình Chuộng, dạy môn toán. Xin được trân trọng giới thiệu thầy Nguyễn Văn Vui, nguyên hiệu phó. Xin được trân trọng giới thiệu cô giáo Nguyễn Thị Ngân, dạy bộ môn văn. Trân trọng giới thiệu cô Kim Thị Mai, dạy môn toán. Xin được trân trọng giới thiệu thầy giáo Nguyễn Văn Tình, dạy bộ môn toán. Trân trọng giới thiệu cô Vũ Thị Xuân, dạy môn toán. Và tiếp theo cũng xin được trân trọng giới thiệu cô Nguyễn Thị Ngọc, dạy bộ môn văn học. Chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón thầy Lê Khoa, dạy môn vật lý. Và tiếp theo xin được trân trọng giới thiệu thầy Nguyễn Văn Số, dạy môn vật lý. Trân trọng giới thiệu thầy Nguyễn Xuân Mai, môn địa lý. Trân trọng giới thiệu cô giáo Nguyễn Thị Vân, dạy bộ môn văn học. Một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón cô Nguyễn Thị Thọ, dạy môn văn học. Và tiếp theo xin được trân trọng giới thiệu thầy Nguyễn Bắc Phú, dạy môn sinh học. Trân trọng giới thiệu cô Nguyễn Thị Thắng, dạy môn văn học. Và trân trọng giới thiệu cô giáo Đỗ Thị Trâm Hoa, dạy bộ môn mỹ thuật. Trân trọng giới thiệu cô Nguyễn Thị Phượng, dạy môn văn học. Và cuối cùng trân trọng giới thiệu thầy giáo Nguyễn Văn Mạnh đến từ Đồng Cương, hiệu trưởng trường trung học cơ sở. Vâng, kính thưa quý vị, và cùng với đó là đông đủ 130 thành viên của khóa học 1996-1999. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Kính thưa các thầy cô và các bạn thân mến, nỗi nhớ thời học trò áo trắng đã được nhà thơ Hoàng Thuật Cầm viết. Nỗi nhớ chẳng bao giờ nhớ thế, bạn có nhớ trường, nhớ lớp, nhớ tên tôi. Và ngay bây giờ mời toàn thể quý thầy cô và các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác được mang tên Bụi Phấn mà MC ca sĩ Minh Hiếu sẽ được dành tặng tới toàn thể các thầy cô và các bạn. Vâng ạ, xin mời quý thầy cô và tất cả các anh chị các bạn chúng ta có thể dành một tràng vỗ tay cho ca khúc Bụi Phấn.
Toàn thể các thầy cô và các bạn thân mến, một ca khúc vô cùng là ý nghĩa. Ca khúc được viết về sự hy sinh vất vả của các thầy cô để cho tất cả các em học sinh có được những nguồn tri thức mới. Chúng ta có thể dành một tràng vỗ tay thật lớn cho nhạc phẩm Bụi Phấn vừa rồi đi ạ. Kính thưa quý thầy cô, thưa toàn thể các bạn, và để tiếp theo chương trình ngay sau đây, xin được trân trọng giới thiệu và mời bạn Trần Thị Tư. Trân trọng mời bạn sẽ đại diện cho tất cả các bạn học sinh niên khóa 1996-1999 lên có đôi lời phát biểu trong buổi lễ kỷ niệm ngày hôm nay. Một tràng vỗ tay của tất cả toàn thể quý vị. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các thầy cô giáo, thưa toàn thể các bạn thân mến, trăm năm nước chảy đá mòn, ngàn năm tình bạn vẫn còn như xưa. Hôm nay trong niềm hân hoan phấn khởi của những năm tháng xa cách, tập thể cựu học sinh niên khóa 1996-1999 hội tụ đông đầu về đây trên mảnh đất quê hương Đồng Văn, nơi hơn 20 năm trước đây đã trở thành khởi điểm một tình thầy trò, một tình bằng hữu sâu sắc vững bền, cùng nhau long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 25 niên khóa 1996-1999. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các thầy cô giáo, cùng toàn thể các bạn thân mến, nhớ lại ngày nào chúng em còn là những cậu bé cô bé độ chừng 15-16 tuổi trên quê hương Đồng Văn, với tâm trạng cộng lửa phấn khởi háo ức, vừa xen lẫn những bỡ ngỡ lo âu, tay xách tay túi ngỡ ngàng bước vào cổng. Thế mà nay thấm thoát đã hơn 20 năm trôi qua, mái tóc các thầy các cô đã bạc. Hôm nay chúng em về đây được gặp lại các thầy cô trong niềm vui hân hoan hội ngộ, không xúc cảm sao được khi gặp lại các thầy các cô, gặp lại bạn bè, những kỷ niệm xưa bỗng ùa về trong mỗi chúng em. Chúng em được các thầy cô giáo trang bị cho những kiến thức như là một hành trang để bước vào đời. Để rồi hôm nay chúng ta gặp lại nhau đây sau bao năm xa cách, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm ngày xưa thân ái. Thầy cô chắp cánh ước mơ, cha mẹ chắp cánh cho đời bay xa, tương lai danh vọng ngày mai đó có được hay không tuổi học trò. Sự có mặt đông đủ của các bạn hôm nay chính là minh chứng cho một tình bạn vững bền của cựu học sinh niên khóa 1996-1999. Nhân dịp này, em xin được cầu gửi tới chúc tới tất cả các vị đại biểu, chúc quý kỳ các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn gia đình một lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc, vạn sự như ý. Chúc buổi gặp mặt của chúng ta thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn ạ. Bạn Trần Thị Tư cũng đã đại diện cho tất cả các bạn học niên khóa 1996-1999 cũng đã có lời phát biểu đọc diễn văn kỷ niệm ngày hôm nay. Và hôm nay, trong ngày vui hội ngộ, em xin được trân trọng giới thiệu và kính mời thầy Nguyễn Thi Xuân, nguyên hiệu trưởng và kiêm hội cựu giáo chức. Xin được trân trọng kính mời thầy sẽ bước lên sân khấu, thầy sẽ có đôi lời tâm sự cùng tất cả toàn thể quý vị. Hôm nay, trong không khí tưng bừng của ngày hội non sông toàn quốc kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa non sông trở về một mối. Trùng hợp với sự kiện lịch sử này, các em thuộc lớp học sinh khóa 1996-1999 tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày ra trường. Đứng trước các em, thầy vô cùng xúc động vì không nghĩ rằng thời gian 20 năm không phải là ngắn của đời người, mà hôm nay các em lại họp mặt tại đây, gặp lại thầy cô, bạn bè dưới mái trường thân yêu của mình. Các em thân mến, nhịp đập của thời gian vẫn cứ trôi, nhịp sống hối hả đã có nhiều đổi khác. Các thầy cô ngày ấy đã lên ông, lên bà, lên cụ. Các em ngày ấy ở tuổi hồn nhiên 13, 14, đây đã là cha, là mẹ. Cái còn lại không mất đi đó là tình cảm thầy trò, bạn bè, thân yêu của chúng ta. Các em thân mến, kể từ ngày ấy kết thúc khóa học 1996-1999, các em đã rời xa mái trường, cũng như đàn chim non rời tổ, bay về mọi hướng. Nhưng hôm nay gặp nhau tại đây, em nào cũng hồ hởi, phấn khởi,
chứng tỏ các em đều trưởng thành và thành đạt. Đây là niềm tự hào lớn nhất mà các em đã dành cho thầy cô, cho quê hương, cho mái trường mang tên Quan Trạng Nguyên Phạm Công Bình. Ngừng lời, thầy thay mặt các thầy cô giáo chúc các em niên khóa 1996-1999 vui khỏe, trẻ trung, thành đạt. Chúc em có một gia đình mái ấm, ấm áp, đầy ắp tiếng cười. Gửi lời các em xin chúc đại gia đình chúng ta sức khỏe và hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, xin được chân thành cảm ơn các thầy cô giáo trong hội cựu giáo chiến cũng đã có một lãng hoa tươi tắm để chúc mừng cho buổi lễ kỷ niệm 20 năm ngày ra trường của niên khóa 1996-1999 ngày hôm nay. Và đồng thời thì tất cả các bạn học sinh của niên khóa 1996-1999 cũng có một cái phần quà để tặng riêng cho thầy Nguyễn Thị Xuân. Và tất cả các anh chị chúng ta đang có mặt ở đây cùng dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Vâng, xin được chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Thị Xuân. Anh chị học sinh khóa 1996-1999 trường trung học cơ sở Đồng Văn, nay là trường trung học cơ sở Phạm Công Bình, hôm nay trong không khí rất là đầm ấm, thắm tình thầy trò, các anh chị học sinh khóa 96-99 về đây hội tụ và tri ân các thầy cô giáo. Lời đầu tiên cho phép tôi được thay mặt cho các thầy các cô trong ban giám hiệu, hội đồng sư phạm nhà trường trung học cơ sở Phạm Công Bình gửi tới quý vị đại biểu, các thầy cô giáo và toàn thể các anh chị khối khóa 96-99 lời chào trân trọng và lời chúc tốt đẹp nhất. Học này là năm học thứ 3 liên tiếp, nhà trường được đón nhận cái tình cảm của các khóa học, các khóa học sinh nhân các ngày lễ lớn của dân tộc là trở về gặp mặt và có những cái hoạt động tri ân các thầy cô. Tôi về đây công tác dưới mái trường trung học cơ sở Phạm Công Bình là năm nay được năm thứ tư. Năm ngoái là thầy Kim Đình Chuộng, thầy nghỉ hưu và bàn giao công việc nhà trường cho tôi. Và tôi cũng rất đấy làm tự hào được công tác và phấn đấu và trưởng thành cũng như là được cống hiến trên quê hương Đồng Văn. Không biết nói gì hơn, một lần nữa xin trân trọng cảm ơn các thầy cô giáo và chúc toàn thể khóa học 96-99 các anh chị luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Và trong buổi gặp mặt này, thay cho lời cảm ơn, xin phép được gửi tới các thầy cô giáo, các anh các chị khóa 96-99 một bài hát, có được không ạ? Hôm nay là 30 tháng 4, đúng 44 năm về trước là ngày trọng đại của cả dân tộc, cờ hoa dập trời và vui mừng non sông. Tôi xin gửi tới quý thầy cô và các bạn bài hát Đất nước trọn niềm vui của nhạc sĩ Hoàn Hà.
Trân trọng và kính mời đại diện của các bạn học sinh của niên khóa 96-99. Vâng ạ, sẽ cử ra một hai đại diện bước lên sân khấu để tặng quà thầy và quý nhà trường. Xin mời ạ. Nhà trường. Xin được chân thành cảm ơn thầy. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu thầy Nguyễn Văn Vui. Vâng ạ, thầy là nguyên hiệu trưởng của trường. Thầy sẽ có đôi lời phát biểu và chia sẻ với buổi lễ ngày hôm nay. Lời đầu tiên cho phép tôi được gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới toàn thể các thầy, cô giáo, các anh, các chị. Chúc cho buổi hội khóa hôm nay thắm tình thầy trò, mẹ bạn. Kính thưa các thầy, cô giáo, thưa toàn thể các anh, các chị. Chúng tôi thực sự xúc động nghe tin các anh chị chọn ngôi trường mang tên Trạng Nguyên Phạm Công Bình thân yêu để tổ chức buổi lễ kỷ niệm đầy ý nghĩa này. Các anh các chị đã rời ghế nhà trường đã 20 năm. Các thầy cô giáo giảng dạy ngày ấy nay đã nghỉ hưu gần hết. So với ngày ngôi trường đã nhiều thay đổi theo quy luật của nó, được đổi tên từ trường Trung học cơ sở Đồng Văn, trường Tiểu học Đồng Văn, nay đã được tách làm hai, thành hai ngôi trường cách nhau một con đường và được mang tên Trạng Nguyên đầu tiên của tỉnh Vĩnh Phúc. Những dãy nhà cấp 4 nơi các anh chị học nay đã được xây dựng bằng nhà 3 tầng khang trang với nhiều trang thiết bị hiện đại. Sân trường ngày xưa được ngập lụt nay bỏ qua bao nhiêu kỷ niệm tuổi học trò đã được đổ bằng sân bê tông cao ráo sạch sẽ. Mặc dù những kỷ niệm đó còn trong ký ức, nhưng các anh các chị vẫn chọn nơi đây để tổ chức buổi gặp mặt, chứng tỏ một điều rằng mái trường mang tên Trạng Nguyên Phạm Công Bình vẫn ở trong tim các anh các chị, là địa chỉ đáng tin cậy của mỗi anh mỗi chị nghĩ về tuổi học trò vô tư trong sáng của mình. Điều đó đã làm cho chúng tôi rất cảm động và trân trọng tình cảm của các anh các chị đã dành cho nhà trường. Đề nghị xin một tràng vỗ tay thật to để chúc mừng. Kính thưa các thầy cô giáo, thưa các anh các chị, cho đến nay ngôi trường của chúng ta đã rất nhiều tuổi và bao nhiêu thế hệ thầy cô giáo đã góp công góp sức của mình để xây dựng mái trường này. Bao thế hệ học trò đã trưởng thành từ đây để bước vào cuộc sống, công cuộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc, phát huy những truyền thống các thầy các cô, các thế hệ học sinh đã dày công xây dựng. Thầy và trò nhà trường hôm nay luôn nỗ lực cố gắng vượt qua những khó khăn để xây dựng nhà trường phát triển một cách bền vững, tạo được lòng tin của nhân dân trong khu vực và những nơi lân cận, đóng góp sức mình vào sự nghiệp giáo dục chung của nước nhà, để ngôi trường của chúng ta trở thành một địa chỉ được phụ huynh tin cậy gửi gắm con em. Chúng tôi rất cần sự hỗ trợ động viên về tinh thần vật chất của các thế hệ thầy cô giáo cũng như cựu học sinh của nhà trường nhằm xây dựng trường ngày một khang trang hiện đại hơn,
Hôm nay thay mặt các thầy, cô giáo và các em học sinh đang học tập tại nhà trường, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các anh, các chị, cựu học sinh khóa 1996-1999 đã tặng cho nhà trường món quà rất ý nghĩa, đó là những chiếc ghế đá để các em ngồi truy bài hay ngồi nghỉ sau những tiết học căng thẳng mệt mỏi, làm cho ngôi trường đã đẹp vào hàng nhất tỉnh, nay sẽ còn đẹp hơn. Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được những tình cảm quý báu của các anh các chị dành cho nhà trường. Rất mong được đón tiếp các thầy cô giáo, các anh các chị là cựu học sinh trở về trường mỗi khi có điều kiện. Cuối cùng, xin kính chúc các thầy cô giáo mạnh khỏe, an khang, chúc các anh chị thành công hơn nữa trong cuộc sống. Chúc cho buổi hội khóa hôm nay thành công, tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Xin được chân thành cảm ơn thầy giáo Nguyễn Văn Vui và xin mời thầy cũng ở lại với sân khấu ạ. Xin mời đại diện của các anh chị học sinh niên khóa 9699 sẽ trở lên sân khấu để có phần quà tặng. Và kính mời tất cả các quý thầy cô, chúng ta sẽ cùng vui lòng bước lên sân khấu để chúng em có những cái phần quà tặng cho các thầy cô nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày ra trường ngày hôm nay. Trước khi ngừng lời, thay mặt cho các bạn, tất cả các bạn học sinh ngồi đây, học sinh bạn lớp khóa học sinh lớp 9A, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy Vui, hiệu trưởng trường tiểu học Phạm Công Bình đã tạo cho cô trò tôi một sân chơi thật lý tưởng. Cảm ơn thầy Mạnh đã bớt chút thời gian, thầy đã bỏ những chuyến đi chơi dài để về dự với chúng ta. Cảm ơn thầy cô giáo có những cô lặn lội từ rất xa về đây để chung vui chúng ta. Chúc các thầy giáo cô giáo sống vui, sống hạnh khỏe, mạnh khỏe, sống hạnh phúc để cô trò tôi có nhiều cơ hội tri ân các thầy cô. Cảm ơn tấm lòng thơm thảo các em đã dành cho hội cựu giáo chức chúng tôi một phần quà rất giá trị. Chúc các em dồi dào sức khỏe, đủ đầy hạnh phúc và sung túc về tiền bạc. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Và trong buổi hội ngộ hôm nay thì cô Xuân xin hát một bài, đó là Người giáo viên nhân dân. Trên những nẻo đường của Tổ quốc xanh tươi, có những loài hoa thơm đậm đà sắc hương, có những bài ca rạng rỡ lòng người. Bài ca ấy, loài hoa ấy đẹp như em. Người giáo viên nhân dân đang không biết
Vũ Thị Xuân, dạy bộ môn toán học, chủ nhiệm lớp 9B. Xin được trân trọng kính mời cô cũng sẽ vui lòng bước lên sân khấu để có đôi lời phát biểu chia sẻ với tất cả các bạn. Thưa toàn thể các em học sinh khóa 9699, sau những ngày rời bục giảng trở lại với cuộc sống đời thường, hôm nay rất vinh dự và tự hào các thầy cô giáo lại được tới dự buổi lễ hội ngộ tri ân các thầy cô giáo của các em cựu học sinh khóa 9699. Lời đầu tiên, cho tôi được kính chúc sức khỏe các thầy cô trong hội cựu giáo chức luôn được mạnh khỏe, trẻ mãi, gia đình an khang thịnh vượng. Chúc các em học sinh mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Kính thưa các thầy cô giáo, thưa toàn thể các em học sinh, 20 năm đã trôi qua, các em rời khỏi ghế nhà trường trung học cơ sở Phạm Công Bình, xa các thầy cô giáo. Bao nhiêu kỷ niệm buồn vui trong quãng đường dạy học trở lại trong cô, những niềm vui đứng trên bục giảng, những thành công của các em trong học tập vui chơi, những nỗi buồn thoáng qua khi lứa tuổi nghịch ngợm của lứa tuổi học sinh không khỏi làm cho thầy cô phải cáu giận, buồn phiền. Song chính những lúc đó lại giúp thầy cô cố gắng để giúp các em trở lại với mái trường, để giờ đây là những gương mặt của các nhà doanh nhân thành đạt, các cán bộ đầy năng lực phục vụ quê hương đất nước, những người chủ vững chãi của gia đình. Thầy cô là người lái đò chở khách qua sông. Những người khách đó hôm nay đã trở lại đón chào thầy cô. Cô cảm thấy thật vinh dự và tự hào vì bản thân mình cũng đã có một phần trong sự trưởng thành của các em hôm nay. Cô mong rằng các em hãy cố gắng để vươn lên trong cuộc sống, xây dựng gia đình vững mạnh. Cuối cùng, không biết nói gì hơn, chúc thầy cô cùng toàn thể các em học sinh mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và thành đạt. Chúc buổi hội ngộ thành công tốt đẹp. Xin được chân thành cảm ơn cô. Nhân dịp kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, tôi xin hát bài Như Có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng. Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng, lời Bác này đã thành chiến thắng huy hoàng. 30 năm đấu tranh giành toàn vẹn non sông, 30 năm dân chủ cộng hòa kháng chiến đã thành công. Thầy giáo Nguyễn Văn Số, dạy bộ môn vật lý, là chủ nhiệm lớp 9C. Trân trọng kính mời thầy sẽ có đôi lời phát biểu chia sẻ. Xin được trân trọng kính mời thầy ạ. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân yêu, tôi rất vinh hạnh được đứng đây phát biểu trong buổi lễ tri ân gặp mặt của các em học sinh khóa 1996-1999. Sau 20 năm ngày các em ra khỏi trường cấp 2 Đồng Văn, các em thân mến, tiếng trống khai trường năm nào còn vang vẳng bên tai, thế mà giờ đây các em niên khóa 1996-1999 đã trưởng thành. Ngày các thầy, các cô đón các em chập chững bước vào trường cấp 2 Đồng Văn, các em còn bỡ ngỡ, còn lạ lẫm, có đôi mắt sáng trong, hồn nhiên và ngây thơ, nhìn các thầy, các cô còn ái ngại. Vì chưa quen thầy, quen bạn, thế mà giờ đây các em đã khôn lớn và trưởng thành. Đại đa số các em đều thành đạt trong cuộc sống. Cuộc hành trình của mỗi con người được xem như một cuộc hành trình không biết dài hay ngắn, chỉ biết rằng
đã có điểm xuất phát thì chắc chắn sẽ có điểm kết thúc. Và quãng đời học sinh của các em cũng chính là một cuộc hành trình ấy. Với 4 năm các em học ở cấp 2, quãng thời gian ngắn ngủi so với cuộc đời của mỗi con người, nhưng cũng đã để các em gắn bó với thầy, cô, bè bạn. 4 năm ấy đã để lại bao kỷ niệm buồn, vui, để rời xa. Mỗi người đều giữ cho mình một ký ức của tuổi học trò. Các em đã chọn cho mình con đường sáng để sống chân chính và hữu ích, sống đẹp cho cuộc đời. Các em đã biến những kiến thức đã học và những kỷ niệm ấp ủ trong tim thành sức mạnh để vượt qua khó khăn thử thách, luôn biết hiên ngang bản lĩnh, đứng vững để không bị cám dỗ vướng ngã cuộc đời. Các em hãy về đây mỗi khi có dịp, thầy trò mình cùng nhau ôn lại kỷ niệm xưa, kể cho nghe cho nhau nghe những niềm vui trong cuộc sống. Xin kính chúc quý vị đại biểu, quý thầy cô cùng các em dồi dào sức khỏe. Xin trân trọng cảm ơn. Xin kính thưa các thầy cô giáo, là cựu giáo chức của trường Trung học cơ sở Đồng Văn. Xin kính chào, xin chào các em học sinh, cựu học sinh khóa 1996-1999 của trường Trung học cơ sở Đồng Văn, nay là trường Trung học cơ sở Phạm Công Bình. Hôm nay tôi rất là vui và hạnh phúc khi được các em mời tới dự cái buổi hội khóa ngày hôm nay của các em. Và cũng không biết nói gì hơn trong cái buổi lễ này, thì tôi có lời xin được kính chúc sức khỏe các thầy cô giáo, các đồng nghiệp cũ của tôi, nơi mà tôi đã gắn bó trong 4 năm, từ năm 1994 khi tôi mới bước chân vào nghề, và đến năm 1998 thì tôi đã chuyển sang một đơn vị công tác mới. Và đến hôm nay cũng rất là lâu rồi mới được gặp lại các thầy cô giáo. Và đối với các em thì 20 năm thực sự là cũng không nhớ được mặt của các em, nhưng mà tình cảm của các em thì làm cô giáo rất là xúc động. Và cô cũng xin chúc toàn thể các em học sinh của khóa 1996-1999 một gia đình hạnh phúc, thành đạt. Và cũng mong các em là luôn luôn gắn kết bên nhau để mà thành công trong cuộc sống. Cuối cùng thì xin được hát tặng các thầy cô giáo và các em một bài hát. Quê em một miền quê thân thương, có những chiều cánh cỏ trắng ven đê, mời anh đến thăm quê em vào vụ mới. Khói biếc xanh làm chiều sau rặng che mở sáng. Yên lạc ơi, yêu lắm một miền quê, ai về đây cũng thấy một màu xanh, yêu những con đường lung linh. Anh điện anh dắt em về thăm cội nguồn về.
kính mời cô Trâm Hoa. Xin mời cô sẽ có 100 bông hoa hồng để dành tặng tới tất cả các bạn học sinh của đến khóa 96, 99. Và đặc biệt là cô Trâm Hoa cũng sẽ có một tiết mục văn nghệ để dành tặng tới buổi lễ ngày hôm nay. Hôm nay tôi rất vinh dự và tự hào được đứng trước sân khấu của các em học sinh khóa 96, 99. Tôi vô cùng xúc động. Tôi xin được hỏi các em học sinh lớp 6D đâu ạ? Các em học sinh lớp 6A? 6B đâu ạ? 6C? Và tôi xin dành một lời thương yêu nhất đến tất cả các em học sinh, và nhất là các em học sinh lớp 6D. Tôi rất vinh dự và tự hào khi bước chân vào trường được các thầy, được thầy hiệu trưởng phân cho vào chủ nhiệm lớp 6D, lớp mà mọi người có rất nhiều niềm vui và cũng có những giọt nước mắt ở trên đó. Có rất nhiều lời để nói với các em, nhưng hôm nay tôi cũng vô cùng xúc động. Tôi là một họa sĩ ở ngành văn hóa nghệ thuật. Vì sự nghiệp giáo dục, tôi được chuyển sang dạy các em môn họa. Và hôm nay, để nhớ cái nghề dạy học của mình là một họa sĩ, tôi có 100 bông hồng tặng cho các em và xin hát tặng các thầy cô giáo cùng các em bài hát Triệu Bông Hồng. Thành công rực rỡ.
Vâng ạ, xin mời cô Ngọc ạ. Cô cũng sẽ có đôi lời phát biểu, chia sẻ và cũng sẽ hát tặng tới tất cả quý thầy cô và các bạn một tiết mục văn nghệ. Mời toàn thể quý thầy cô và các bạn cùng dành một tràng vỗ tay để chào đón lên sân khấu cô Ngọc. Văn, thưa toàn thể các em khóa 9699, nhận được lời mời của các em về dự sau 20 năm tựu trường, cô giáo rất vui, rất phấn khởi và rất mừng. Mừng bởi với lẽ rằng trong cuộc đời dạy học của mình dạy rất nhiều khóa học, và hôm nay trở lại trường Đồng Văn, nhìn thấy trường ngày một khang trang, nhìn thấy các em ngày một khôn lớn trưởng thành, tôi rất mừng. Lời đầu tiên xin kính chúc tất cả các thầy cô giáo và các em có một sức khỏe dồi dào, gia đình an lành, hạnh phúc. Tôi sẽ hát bài Hạ Long Nỗi Nhớ. I won't look back when you're around. I won't think twice when you're around.
She told me it's not your fault, but you don't realize that I never wondered what's the truth. Ah!
một ca rồi.